Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 Nam Mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn bình an, may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Quý Dậu trong năm 2022 là một việc làm đặc biệt quan trọng đối với các bạn sinh năm 1993 Nam Mạng. Bởi qua phần luận giải lần này, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về cuộc sống của mình trong năm 2022 Nhâm Dần. Cụ thể hơn, bạn có thể thấy được điềm hung, vận cát của mình thông qua lá số tử vi. Quý vị thân mến, cuộc sống của con người luôn có tốt có xấu, điều quan trọng là chúng ta biết nắm bắt, có được bước đi chính xác để đón được tài lộc may mắn về với mình bằng cách nào mà thôi. Để nắm bắt được thời vận cũng như việc giảm thiểu được tối đa vận rủi đối với mình, ngay sau đây xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải được thực hiện bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm về độ chính xác là tuyệt đối. Qua việc xem tử vi, thầy cũng sẽ chỉ rõ cho quý vị về toàn cảnh bức tranh của mình cũng như cách hóa giải để mang lại tài lộc và may mắn. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 Nam Mạng, dốc hết mình cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 Nam Mạng năm nay có vận thế không tốt. Sự xuất hiện của các sao hung tinh khiến cho bạn không tránh khỏi sự xui xẻo. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 Nam Mạng tổng quan. Tử vi tuổi Quý Dậu 1993, năm 2022 Nam Mạng năm nay có vận thế không tốt. Sự xuất hiện của các sao hung tinh khiến cho bạn không tránh khỏi sự xui xẻo. Tử vi năm nay cho hay, sự phát triển của người tuổi Dậu 1993 trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có nhiều xáo trộn. Sự xuất hiện của hai cát tinh là Long Đức và Tử Vi giúp cho vận thế quý nhân của người tuổi Dậu khá tốt, dù đi đến đâu cũng được nhiều người biết đến. Mặc dù có mức độ phổ biến cao, nhưng mấu chốt là bạn có quản lý được danh tiếng của chính mình hay không mới là điều quan trọng nhất. Thật đáng tiếc khi sự xuất hiện của Chu Tước sẽ khiến cho bạn gặp nhiều tiểu nhân, thị phi. Các mối quan hệ vì thế cũng bị phá hoại. Vì vậy, để tránh tài lộc sa sút, người tuổi Dậu sinh năm 1993 nên tránh ảnh hưởng của hung tinh trong cuộc sống. Đồng thời, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là vật phẩm phong thủy hàng đầu về hóa giải hạn thái tuế. Kim bài thái tuế gồm hai mặt, mặt trước có in hình thái tuế của năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, mặt sau là Phù Thái Tuế. Mang theo vật phẩm bên mình sẽ hóa giải được vận hạn của năm 2022 với những gia chủ tuổi Quý Dậu. Hung tinh, xem bói có thể kể đến tài vận của bạn, gặp bạo bại phá hư, tiền tài mất sạch, sức khỏe gặp thiên ách quấy nhiễu, sức khỏe yếu đi, thân thể bất an, quan hệ xã giao gặp Chu Tước ảnh hưởng, gây nên chuyện thị phi. Bởi vậy, tử vi khuyên nam mệnh tuổi Dậu sinh năm 1993 cần phải tăng cường cảnh giác, làm cái gì cũng cần phải nhìn trước ngó sau. Cát tinh, may mắn trong mệnh còn gặp Long Đức, Tử Vi là hai cát tinh, giúp cho cuộc sống có thể thuận lợi hơn một chút, chú ý bắt lấy cơ hội để phát triển tốt hơn. Các quý ông tuổi Dậu nên tận dụng hai cát tinh này để phát triển công việc, tạo dựng sự nghiệp riêng cho bản thân trước khi bước sang tuổi 30. Sự nghiệp, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 Nam Mạng có sự nghiệp khá tốt, lạc quan, vui vẻ. Cát tinh Long Đức trợ lực giúp cho chàng trai tuổi Dậu có thể gặp được thời cơ trong công việc, sự trọng dụng của cấp trên, sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Điều này vô cùng có lợi cho sự thăng tiến của bạn trong năm nay. Đây là thời điểm tuổi Quý Dậu cần phải đột phá trong công việc. Sức mạnh của Long Đức quý nhân và tử vi tinh sẽ giúp cho bạn nắm lấy cơ hội tốt. Nó giúp cho chúng ta có được sự phát triển thuận lợi nhất trong năm mới. Giai đoạn 29 đến 30 tuổi, lúc tuổi Dậu nam mạng cần phải có sự nghiệp trong tay. Có như vậy, bạn mới có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và gia đình của mình. Tài vận, xem bói tài vận nam mạng tuổi Dậu 1993 năm 2022 rất xấu. Mặc dù sự nghiệp của bạn đã được cải thiện rất nhiều, nhưng sự ảnh hưởng của hung tinh bạo bại là rất lớn, thường xuyên mất tiền mà không rõ nguyên nhân, tài vận không thể nắm chắc.
Bên cạnh đó, hung tinh Chu Tước xuất hiện, không ít tiểu nhân và thị phi quấn thân, tài vận có bao nhiêu đều đổ vào kiện cáo tòa án, cho nên hao tài là điều không thể nào tránh khỏi. Tử vi năm khuyên quý ông tuổi Quý Dậu có thể cần phải chú ý tình hình tài chính của mình, nếu có đầu tư tài chính thì hết sức cẩn trọng. Đừng để cho bản thân chưa kịp làm gì mà tiền bạc đã không còn trong người nữa. Vậy nên quý gia chủ tuổi Quý Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy, mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc cứ thế mà ùn ùn kéo về. Tình cảm. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nam mạng, dự báo đường nhân duyên của bạn khá suôn sẻ. Đàn ông tuổi này gặp sao tử vi chiếu mệnh, chuyện yêu đương trở nên tốt hơn và gặp gỡ được nhiều đối tượng mới. Người độc thân có thể thoát khỏi kiếp FA trong năm nay. Thầy Gia Cát dự báo, đối với người đàn ông đã kết hôn, bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, cả hai cùng yêu đương chăm sóc nhau, thậm chí sẽ có cơ hội có em bé trong năm nay. Theo dự báo, năm Nhâm Dần 2022 cũng là một năm khá thuận lợi để kết hôn. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để bạn suy nghĩ về chuyện kết hôn và sinh con, yên bề gia thất. Có câu tề gia trị quốc bình thiên hạ, cho nên nam mệnh tuổi Dậu nên nghĩ đến chuyện an cư rồi mới lập nghiệp. Dù sao có gia đình vẫn là chuyện nên tính đến đầu tiên khi đến độ tuổi này. Sức khỏe. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nam mạng, có sức khỏe không tốt, hung tinh chiếu mạng, khiến cho các chàng trai tuổi Dậu có thể phạm phải họa huyết quang trong thời gian này. Tử vi khuyên bạn ra đường cần phải cẩn trọng, tham gia giao thông thì đề phòng tai nạn. Đặc biệt những người đi làm ăn xa thường xuyên bị hung tinh tấn công, tình hình khá nặng nề. Tử vi khuyên bạn, đối với tàu xe, máy bay đều phải hết sức cẩn thận, chú ý tránh xui xẻo, đổi vận may bằng cách đeo nhiều đồ phong thủy, bùa may mắn. Đàn ông tuổi Dậu sinh năm 1993 tuy rằng không phạm thái tuế, nhưng sự ảnh hưởng của hung tinh lại rất nặng nề. Do đó chúng ta cần phải cân nhắc về việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, đi đâu làm gì cũng nên chú trọng sức khỏe. Đặc biệt nên hạn chế tiệc rượu, chè chén và một khi đã uống rượu bia thì đừng tham gia giao thông, đừng để cho bản thân phải hối hận. Để cải thiện sức khỏe và các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như để kích hoạt cung tài lộc, những gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu. Vòng có tác dụng hóa giải thị phi, tăng cường quý nhân trợ giúp, từ đó mà tài lộc vượng tiến, giúp cho gia đạo bình an và hạnh phúc. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nam mạng, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nam mạng là 29 tuổi, đầu năm có tài lộc tương đối suôn sẻ. Bạn dành nhiều thời gian cho gia đình. Cho dù công việc vất vả, thì tuổi Dậu vẫn luôn là người chồng, người cha mẫu mực, luôn dành thời gian để vui chơi cùng gia đình. Người tuổi Dậu nên tìm cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Bạn cũng đừng quá áp lực với chuyện thành công trong tháng này. Tháng 2, người tuổi Dậu 29 tuổi, có các mối quan hệ xã giao rất tốt trong tháng này. Trong năm mới, người tuổi Dậu có thể có được ngôi sao may mắn chiếu mệnh, quen biết được nhiều quý nhân hoặc bạn bè. Các mối quan hệ xã giao cũng rất được cải thiện. Nhân cơ hội này có thể mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, kết thân bạn bè. Nhờ quý nhân giúp đỡ, nam giới tuổi Quý Dậu có thể nghĩ đến việc bắt tay vào các dự án, công việc để có thể thu được nhiều thuận lợi và may mắn. Bạn có thể tận dụng thời cơ để gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tháng 3, nam mệnh Quý Dậu 29 tuổi có tài lộc rất tốt trong tháng này. Bạn được sự hỗ trợ bởi ngôi sao may mắn tử vi. Sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển, hãy tận dụng mọi điều để có thể có được thành công trong tháng này. Đặc biệt, trong mối quan hệ giữa vợ chồng, người yêu, bạn biết cách giao tiếp với họ, dù giữ khoảng cách thì vẫn có thể có được sự thu hút riêng. Đối với chàng trai độc thân, bạn hãy nắm bắt cơ hội để yêu đương và kết hôn đi nhé. Tình yêu chỉ đến với những người thực sự nỗ lực cho mối quan hệ, cho nên đừng cố hời hợt làm gì. Tháng 4, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nam mạng dự báo, tháng này có hung tinh quấy nhiễu, lại là tiết thanh minh, cho nên dễ khiến cho bạn trở nên tiêu cực hơn. Các cảm xúc kìm nén không được giải tỏa, công việc bắt đầu có dấu hiệu của sự khó khăn, khiến cho tuổi Dậu trở nên khó chịu, buồn bã, tâm lý không được ổn định. Những biến cố cũng như tâm lý khiến cho các bạn không giữ được bình tĩnh, áp lực khiến cho nam mệnh tuổi Dậu mệt mỏi và stress hơn bao giờ hết. Vì vậy,
Đối với người tuổi Quý Dậu, nhiệm vụ đầu tiên của bạn trong tháng này là điều chỉnh tâm lý, đừng để những năng lượng tiêu cực ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Đồng thời, nếu cảm thấy tâm lý buồn bực thì có thể tâm sự cùng với bạn bè, đây cũng là cách tốt để xả stress. Tháng 5, tử vi tháng nói những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 có vận trình sự nghiệp khá tốt trong tháng này. Với sự giúp đỡ của Long Đức Cát Tinh, bạn có thể tạo ra sự khác biệt trong công việc của mình, đặc biệt là trong các nhiệm vụ đồng đội. Anh chàng tuổi Dậu có khả năng lãnh đạo tốt, có thể sắp xếp công việc và nhiệm vụ của từng thành viên một cách hợp lý. Mọi người cùng giúp đỡ nhau, cùng thực hiện nhiệm vụ và cùng nhau đạt được thành tích tốt hơn. Tất cả những điều này là công lao và sự nỗ lực của bạn, do đó tuổi Quý Dậu sẽ có cơ hội được công ty quý trọng và vun đắp thông qua những hoạt động như thế này. Đây thực sự là điều rất may mắn. Tháng 6, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022, nam mạng, dự báo có tài lộc không mấy khả quan trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi bạo bại, hung tinh cho nên sẽ hao tốn tiền của. Nam mệnh tuổi Dậu đứng trước nguy cơ xảy ra khủng hoảng mất tiền và thất thoát tiền bạc. Đồng thời, dưới ảnh hưởng của sao thất sát, thu nhập tháng này của bạn không được ổn định cho lắm, nhất là về phần thu nhập tay trái. Giữ được phần gốc mà không bị hao hụt thì đã là điều may mắn. Vì vậy, tuổi Quý Dậu cần phải bảo vệ tài sản và sự an toàn trong tháng này, làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền. Tháng 7, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu sinh năm 1993 không mấy lạc quan trong tháng này. Bạn bị làm phiền bởi hung tinh Chu Tước, cho nên dễ gặp phải tiểu nhân hoặc tranh chấp kiện cáo trong tháng này. Trong đó, mâu thuẫn với đồng nghiệp ở nơi làm việc là nổi bật nhất, có thể xảy ra xung đột gay gắt giữa bạn và đồng nghiệp vì lợi ích với khách hàng. Điều này sẽ phá hủy mối quan hệ thân thiết ở nơi công sở. Các mối quan hệ của bạn trong tháng này có thể tồi tệ hơn. Tử vi khuyên người tuổi Dậu nên chú ý hơn đến khía cạnh xã giao, cố gắng khoan dung trong mọi việc, đừng quá bất cẩn với người khác, nếu không có thể sẽ cản trở tài vận của bản thân. Tháng 8, vận trình sức khỏe của những người tuổi Dậu sinh năm 1993 trong tháng này không được tốt. Bị ảnh hưởng bởi thiên ách, tuổi Dậu có thể thường xuyên bị bệnh, đặc biệt do thời tiết nắng nóng, bạn có thể bị các bệnh về tiểu đường, tiêu hóa hoặc đau quặn do là ăn quá nhiều thức ăn sống và lạnh sẽ gây nên nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe, bụng của bạn. Thời tiết này khiến bạn có nhiều buổi họp mặt chè chén và nhậu nhẹt, tuổi Dậu đừng bao giờ để vui quá đà mà uống quá nhiều bia rượu, sức khỏe của bạn thực sự không tốt. Tháng 9, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm 2022 nam mạng, dự báo tài chính của bạn chỉ ở mức trung bình. Bạn chịu ảnh hưởng bởi bên ngoài, dù quấy nhiễu không lớn nhưng cũng ảnh hưởng nhiều đến bạn. Nam mệnh tuổi Dậu có thể sẽ phải đi công tác xa, bạn cần phải chuẩn bị tốt cho hành trang mang theo. Bên cạnh đó, đây cũng chính là cơ hội để bạn cọ sát và lấy thêm kinh nghiệm cho sự phát triển, thăng tiến trong công việc của bản thân. Tháng 10, tử vi tháng này của quý ông tuổi Dậu 1993 có tử vi cát tinh chiếu mạng, cho nên bạn sẽ gặt hái được không ít các thành công, sự nghiệp nói chung là khá tốt. Tuy nhiên, mối quan hệ với cha mẹ thì không được ổn cho lắm, nhất là với những bạn chưa lấy vợ, thì lúc bạn dành nhiều thời gian cho công việc là lúc bố mẹ bạn giục bạn kết hôn. Tháng 11, tử vi dự báo công việc của tuổi Quý Dậu khá bận rộn, bạn phải xử lý khá nhiều công việc từ việc quan trọng đến lặt vặt, thực sự, việc gì cũng đến tay. May mắn thay, người tuổi Dậu khá mạnh mẽ và có nhiều năng lượng. Sự nghiệp đang dần có được quỹ đạo mà bạn mong muốn. Tháng 12, các mối quan hệ nhân duyên của chàng trai tuổi Quý Dậu sẽ tăng lên vào thời điểm này. Bạn có thể gặp lại các bạn bè đã lâu không gặp. Đối với người còn độc thân thì hãy nhanh chóng chọn lấy một mối lương duyên bạn nhé. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nam mạng trong năm 2022. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được rằng mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm mới, đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới cuối chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo từ kênh quý vị nhé. Chúc quý vị luôn gặp may mắn và thành công.